Bạn đã từng bị la mắng vì ngồi thụp trên bàn ăn chưa? Hay bạn đã nhiều lần được yêu cầu hãy đứng thẳng lên hoặc đừng còm lưng xuống nữa? Những nhận xét như vậy có thể khiến bạn khó chịu, nhưng chúng không sai. Từ mức độ đau nhức đến sự tự tin của bạn, tư thế của bạn ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Tư thế của bạn khi ngồi hoặc đứng là nền tảng cho mọi chuyển động của cơ thể và có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc làm thế nào để cơ thể bạn có thể thích nghi với những áp lực gây ra đối với nó. Những áp lực này bao gồm ngồi ở những vị trí khó chịu hoặc mang đồ nặng, hoặc quan trọng nhất là trọng lực. Với một tư thế không đúng, các cơ quan của bạn phải làm việc nhiều hơn để giữ cho bạn thăng bằng và đứng thẳng được. Theo thời gian, một tư thế sai có thể khiến cơ thể bạn suy yếu và gây ra các vấn đề khác như: số 1, làm hao mòn thêm các khớp và dây chằng của bạn. Số 2, tăng khả năng bị chấn thương. Số 3, làm cho một số cơ quan như phổi của bạn kém hiệu quả hơn. Số 4, ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc và độ nhạy cảm của bạn với nỗi đau. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tư thế của chúng ta ngày càng xấu đi khi sử dụng máy tính nhiều, thiết bị di động và các thiết bị điện tử khác khuyến khích nhìn xuống trong thời gian dài. Vậy tư thế tốt trông như thế nào? Khi bạn nhìn cột sống từ phía trước hoặc phía sau, tất cả 33 đốt sống phải thẳng hàng trên một đường thẳng xếp chồng lên nhau. Nhìn từ bên hông, cột sống phải có 3 đường cong, một ở cổ, một ở vai và một ở lưng. Nếu chúng được căn chỉnh đúng cách khi bạn đứng lên, bạn sẽ có thể vẽ một đường thẳng từ một điểm ngay trước vai, đến sau hông, phía trước đầu gối, đến vài inch trước mắt cá chân của bạn. Điều này trực tiếp giữ trọng tâm dựa trên sự hỗ trợ của bạn, cho phép bạn di chuyển hiệu quả hơn và ít căng cơ nhất. Trong khi ngồi, cổ của bạn phải ngay thẳng, không nghiêng về phía trước. Vai của bạn nên được thư giãn, với cánh tay của bạn gần với cơ thể của bạn. Chân của bạn phải đặt thẳng trên sàn và đầu gối uốn cong một góc 90 độ. Dưới đây là một số mẹo để cải thiện tư thế của bạn. Nếu bạn dành nhiều thời gian ngồi vào bàn làm việc, hãy thử sắp xếp lại nó. Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận cơ thể như cổ tay và khuỷu tay của bạn đều được hỗ trợ. Bạn cũng có thể nâng màn hình lên sao cho ngang tầm mắt hoặc ngay dưới tầm mắt. Bạn cũng nên thử nằm nghiêng khi ngủ với cổ được nâng đúng cách và kê một chiếc gối ở giữa hai chân. Mang giày có hỗ trợ vòm tốt và gót thấp. Không mang giày cao nữa nha. Nên đeo ba lô để chúng tiếp xúc với lưng và cân bằng. Nếu bạn ngồi nhiều, hãy đứng dậy đi lại vào một thời điểm nào đó và nhớ tập thể dục. Sử dụng cơ bắp sẽ giữ tư thế ở hình dạng của nó để hỗ trợ tất cả các chuyển động của cơ thể bạn. Tham khảo ý kiến của chuyên gia vật lý trị liệu nếu bạn thật sự lo lắng về tư thế của mình. Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã thích, bình luận và đăng ký. Đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về các video mới của chúng tôi.